Việt Nam Thức Giấc sáng nay mời quý vị về miền Tây và thu hoạch nấm rơm. Ở đây trồng nấm rơm quanh năm, nhiều người nông dân thì cũng chọn cây nấm rơm để phát triển kinh tế. Trong giới mua meo bán nấm miền Tây thì có ông Phan Bá Nghi là người làm nghề lâu năm và được mệnh danh là vua nấm đồng bằng bởi những cách làm mới lạ, mang lại giá trị kinh tế mà lại bớt nhọc nhằn hơn cho bà con nông dân. Phóng viên Lan Anh sẽ đồng hành với quý vị sáng nay ạ. Chào buổi sáng chị Lan Anh. Xin chào ngày mới quý khán giả. Thưa quý vị, người ta nói rằng chỉ cần một ngày trải nghiệm tại xưởng nấm của ông Nam Nghi thì sẽ biết được rất nhiều thông tin thú vị về cây nấm. Ngày hôm nay khi mà chúng tôi đến ghi hình thì có một xe rơm cũng vừa mới tới. Chú Năm nói sẽ đưa tất cả mọi người cùng đi tham quan nhà trồng nấm này. Đây là nhà trồng nấm thủ công rất phù hợp để áp dụng cho nhiều nông dân ở miền Tây. Con chào chú Năm. Ủa chào mấy đẹp. Chú, dạ. Còn thấy mấy cây nấm này bây giờ nó mới nhỏ nhỏ như hạt tiêu, mấy ngày nữa thì mình thu hoạch được ạ? Khoảng 3 ngày nữa là mình thu hoạch được rồi. Nhanh dữ vậy hả chú? Lớn như nấm mà, nhanh như nấm mà. Mình trồng nấm trong nhà vậy thì năng suất nó chênh lệch như thế nào so với ngoài trời, ngoài ruộng hả chú? Ở ngoài ruộng thì nó khoảng 10%. Mình ở đây là 35-40%. Cao hơn 3-4 lần luôn. Đúng rồi. Vậy là coi như khoảng 10 tấn rơm thì được 3-4 tấn nấm. Dạ đúng rồi. Dân thưa quý khán giả, mà đúng là sướng thiệt, trồng nấm trong nhà thì người nông dân công việc đồng áng nhẹ tên, làm việc trong mát, không phải chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Mà ở đây khỏe không chỉ khỏe cho người nông dân thế chú, mà cây nấm cũng sẽ đạt năng suất và chất lượng cao hơn. Muốn như vậy thì mình thiết kế nhà trồng cũng phải đảm bảo kỹ thuật đúng không chú nào? Cái nhà trồng thì mình phải làm cho nó đạt những tiêu chí, ví dụ như là độ ẩm nè, nhiệt độ nè. Thì ở đây mình không cưỡng bức được. Thì là mái tên toàn hở đó là chủ đích của mình. Hở đó là mình làm cho nó thoát khí đó, không? Hiệu ứng khói đó, ở ngoài này hút vào thì lên đó. Là phải thiết kế như vậy thì cây nấm nó mới sạch và ít sử dụng phân thuốc đi. Không sử dụng phân thuốc luôn. Một ngày mình phải tưới bao nhiêu lần hả chú Năm? Có tưới ít lắm, tưới có chừng 10 lít nước à, một lần tưới. Vậy bây giờ xin mời trở lại với trường quay ạ. Ông Nghi đã Việt Nam Thức Giấc trở lại miền Tây và cùng tìm hiểu cách trồng nấm rơm của một người đã gắn bó với nghề trồng nấm gần nửa thế kỷ. Người nông dân này thì đã tìm ra cách trồng nấm rơm trong nhà, nâng cao năng suất mà lại đỡ nắng mưa vất vả cho bà con nông dân. Và chính ông thì cũng là một trong những người nông dân có nhiều kinh nghiệm làm meo, cung cấp meo giống cho bà con khắp các tỉnh thành lân cận. Phóng viên Lan Anh sẽ tiếp tục câu chuyện này. Chị Lan Anh ạ. Rất vui khi được trở lại cùng với quý khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi đã có mặt tại một cơ sở địa điểm chuyên làm meo giống trồng nấm rơm của nhà chú Năm Nghi. Và như quý khán giả thấy, không khí làm việc trong buổi sáng nay rất là khẩn trương, tất bật đó ạ. Điều này cho thấy nấm đang vào chính vụ và nghề trồng nấm rơm cũng đang là một nghề thịnh đối với bà con nông dân ở miền Tây. Chú Năm ơi, ở đây con thấy làm meo á là nguyên liệu chính là trấu, ngoài ra còn có những cái nguyên liệu nào khác nữa hả chú? Trong này chỉ có trấu với bắp cám thôi, nước nữa. Nhưng mà mình xử lý làm sao rồi mình đem đi hấp làm sao chú? Thì mình vô bọc xong thì mình đi hấp thanh trùng xong nguội mình cấy giống vô là rồi, phải không? Dạ. Như vậy là nông dân á mua cái bịch meo này về là có thể trồng được liền luôn không hả chú Năm? Mình sau khi mình cấy rồi khoảng 7 ngày sau thì nó đầy, khuẩn tây nó mọc đầy hết á. Dân họ mua về thì họ bỏ trong rơm mọi năm nấm thôi. Dạ, thưa quý khán giả, hiện nay thì ngay tại đây không chỉ cung cấp nấm rơm sạch ra thị trường mà còn là địa điểm, là nơi để cung cấp rơm ủ meo giống có thể nói là lớn nhất gì ở miền Tây Nam Bộ. Và một điều đặc biệt là ngay tại cơ sở này đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động địa phương, phát triển nhiều lợi ích từ việc tận dụng phế phẩm của rơm rạ đó ạ. Vâng ạ, trồng theo cách của ông Nam Nghi thì sau 12 ngày là có thể cho thu hoạch nấm rơm và trong vòng nửa tháng thì ngày nào cũng có nấm để hái. Nấm mọc rộ thì có ngày thu hoạch từ 2 tới 3 lần và chúng ta sẽ gặp lại phóng viên Lan Anh ở phần cuối của chương trình.